Thưa cô, đây là kết quả âm tính. Đây là chính xác là viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đây cô, thêm một cái xét nghiệm nữa. Đây là cái xét nghiệm về là gan này. Dạ. Tất cả đều tốt hết. Dạ, trời ơi, mừng quá. Về tim cũng là hoàn chỉnh. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Bây giờ thì con giao lại hai cái của dạ. cho con. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Thì dạ. là mừng ơi, quá mừng. Dạ. Giờ tôi đứng tim luôn. Còn mà là kêu lâu mà tự nhiên. Tại vì hai bà cháu vui vẻ. Dạ, con thương. Cười mà ra nước mắt, chú mời thiệt. Dặn đúng không? Thước. Dặn này kìa. 30 kêu con nhìn dặn kìa. Đó, dặn kìa. Trời ơi. Đội mũ bùa hiểm nữa chứ. Đó vậy đó. À, thôi bây giờ nè. Đó, đang ăn cháo của con. Đang ăn. Rồi ạ đi. Con dạ. Con dạ đi. Nè, bây giờ ạ nè. Buồn người ta dặn đúng không? Thước. Dặn này kìa. 30 kêu con nhìn dặn kìa. Đó, dặn kìa. Trời ơi. Chú Mười xin lỗi nha. Hôm giờ con ngủ. Hôm giờ ngủ mày. Ôi, ổng dặn cô, ổng dặn con kìa. Nhìn ổng kìa, ổng liếc mắt kìa. Nè, ổn chưa? Đổ xăng cái đi. Giờ sao nè? Giờ có chú Mười không? Nè, bên tay đi. Giờ đi. Thôi chú Mười xin lỗi này. Chú Mười xin lỗi được chưa? Giờ nha. Được không? Dạ đi con. Anh ta dạ. Trời, hơi bực mình rồi đó. Hồi nãy nhìn cái mặt ổng kìa. Vậy hỏi chứ con thương ông bà toàn quốc ở để ở đâu? Toàn quốc để đây. Bà ngoại để đây. Sao thương ông bà toàn quốc để đâu con? Được cho giờ, ba mười nghe con. Giờ thương bà ngoại để đâu nè? Thương bà ngoại để đâu? Giận á. Ơi. Bộ mặt giận. Giờ không lẽ giận thiệt ta. Thôi giận chú Mười về nha. Thôi mấy bài con này. Phước, mấy bài con này. Thôi chú Mười về á. Chịu không? Thôi chú Mười về nha. Thôi giọng cười. Thôi thương. Thôi giờ thương cái, thương cái. Thương cái. Thương cái kìa. Thương cái. Thương cái. Đó, chú Mười đó. Ôi, bữa nay có đồng hồ kìa. Ừ, đeo hồi nhỏ mà tại bữa đứt dây. Chú Mười coi nè, chú Mười coi đồng hồ nè. Trời ơi, đồng hồ nó xịn mắt á, mà nó làm mẹ bể cái mặt. Ôi trời ơi, ăn cháo xong chưa con? Chưa, mới ăn. Thôi bây giờ này thương chú Mười cái. Ui chú chó, chơi xấu à, khuôn mặt tôi à. À, xương chú Mười cái. Bên này nữa. À trời ơi. Sao giờ cô bình tĩnh chưa? Rồi, vui quá trời. Hồi nãy hết hồn rồi, cứ suy nghĩ, giá cầu xin trước trong bụng. Đừng có. Thì, hôm nay con cũng tranh thủ đến sớm để đóng phim. Thì thôi bây giờ cô ha, thì con cũng xin trao lại cái phần quà là đợt 3, là có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cô. Thì bây giờ con xin đọc cái danh sách cô ha. Thì có đây cô, cũng còn có rõ không? Cũng hơi chói nắng cô. Chơi qua đây bà. Con đọc tên cô ha. Dạ. Thì anh giấu tên ở Mỹ có gửi cho cô là 5 triệu đồng. Dạ. Và chú Vương Phương ở Canada có gửi cho cô là 100 Canada. Con đổi ra tiền Việt là 1.624.000. Dạ. Chị Sương Nguyễn ở Mỹ là có gửi cho cô là 50 đô. Con đổi ra tiền Việt là 1.165.000. Dạ. Và có một chị giấu tên ở thành phố Cao Lãnh có gửi cho cô một phần quà. Dạ. Thì bây giờ thì cô cầm tờ giấy nè. Con dạ. sẽ trao tiền cho cô trước ha. Dạ. Ô, cô thả bé xuống đất cô mới tính tiền được. Chú mình thầy chú đưa đi rồi mình sắp vậy thì con không có gì đâu. Rồi, chú okay. Đừng có nghĩ gì hết. Rồi, mình okay. không có nghĩ gì cái này nghĩ cái tình nghĩa. Con trao đủ cho cô dạ. là 7 triệu 800 ngàn đồng. 7 triệu 800 ngàn đồng. Dạ dạ. Có gì tí cô đánh lại ha. Dạ dạ. Bây giờ mình cũng nói với chú là cảm ơn toàn thể anh chị em trong nước và ngoài nước và Mạnh Thường Quân trong ngoài luôn giúp cho cháu như vậy thì mình lấy lòng rất mừng mà nghĩ đồng tiền thì mình nói thẳng là không cần thì nói là xạo.
rất cần, mà cần này không cần, mà cần cái tiếng nói cô trong sạch, minh quang cho cô, đừng có gì hết, mà cháu khỏe khoắn hết là rất là vui hơn chúng số luôn. Thì sáng hôm nay thì con cũng có đến tạo một cái sự bất ngờ cho con và báo một cái tin rất là vui là về tình hình sức khỏe của bác. Dạ. Thì sau cái tình cảm mà cô dành, thật sự mà cô dành cho bác Phước, con thấy rất là cảm động. Thì bây giờ thì con cũng trao cái phần quà nè. Dạ. Thì sau là phần quà, còn tức là con rất là chúc mừng cho cô ha. Dạ. Rồi thì cái số tiền hôm nay thì theo con là như thế này cô. Dạ. Thì con định bởi vì trong cũng sắp đến mùa mưa rồi. Dạ. Thì có lẽ là cô cũng không có đi buôn bán được. Dạ. Với trong cái thời điểm này dịch này kia là cái cuộc sống nó cũng rất là khó khăn. Dạ. Thì bây giờ con sẽ chở cô ra, con sẽ mở cho cô một cái thẻ ATM. Dạ. Và con gửi toàn bộ trong số tiền trong đó. Dạ. Và con cũng dự tính như thế này mà không biết ý của cô như thế nào. Dạ. Thì con thấy cái nhà cô. Dạ. Thì cái mái tôn nó hơi sát với nhà, hơi thấp. Dạ. Quá, có nghĩa là thấp. Dạ, quá nó cũng có giọt nên nữa. Cũng có giọt nữa. Dạ. Dạ. Thì cái giọt nó chắc có lẽ là mình mua silicon. Dạ, mình, dạ, mình, dạ. Silicon mình xử lý được. Dạ, dạ. Còn con nghĩ là mình đóng cái lo phong đó con. Dạ. Để cho nó mát. Dạ. Vì con thấy là Phước nó ở trong nhà nó nóng quá. Dạ, dạ. Thì con dự tính như vậy đó. Thì để con lên kế hoạch xong rồi. Dạ. Con sẽ trích ra một số tiền trong cái 7.8 triệu này. Dạ. Rồi con sẽ làm cái đó cho cô ha. Dạ, vậy vậy. Rồi chú bây giờ thì cô cảm ơn. Dạ, thì bây giờ. Dạ. Thì con chở cô đi làm cái thẻ ATM. Dạ. Bởi vì cô giữ tiền nó cũng không hay. Dạ, dạ. Thì con rồi muốn có sự an toàn cho cô, vì ở đây nó cũng không có được an toàn lắm. Dạ, dạ. Với lại cô người phụ nữ ở một mình với bé này kia thì con. Dạ. Thấy rất là nguy hiểm. Dạ. Thôi vậy cô ha. Dạ. Rồi bây giờ thì con sẽ chở cô đi. Dạ. Dạ. Dạ, giờ cũng nhờ chăm việc cũng nhờ chú Mười. Dạ. Giúp đỡ cho bé Phước này. Dạ. Trước bé Phước sau tôi cũng là mừng quá, quá mừng luôn, cho mình thoát hết những gì, không còn vướng bận gì hết, nặng nề. Yeah. Yeah. Cô giờ là 10 ngày sau là có đúng không? Con ngồi xuống đi, bà ngoại đi. Nè. Dưới đây không? Ký họ tên luôn không con? Tại vì hôm qua tiền không đủ, nó bé chú một cái. Nó không chịu. Nè nè, đem thằng ở bên kia nó đây. Tới ngân hàng mà được bán giấy số sướng à. À, Phước. Dạ. Cô, sau 10 ngày là mình có cái. Dạ. Có thẻ đúng không cô? Dạ đúng rồi. Rồi chắc cô cũng chưa biết xài thẻ, có gì đến hồi đó con hướng dẫn. Mẹ đẻ giờ nó chưa có đụng với cái mấy cái này không biết. Không rành. Ok. Có gì đến hồi đó là con hướng dẫn cho. Dạ. Cô. Thôi giờ ăn cơm đi. Trưa rồi. Mệt quá ha. Thôi bây giờ thì con về để cho cô nghỉ, là chiều nay cô đi bán tiếp đúng không? Đúng. Bây giờ là còn bao nhiêu tờ giấy số? Còn 140 mấy tờ nữa. Trời, vậy sao bán cho kịp? Vậy cho ông bán nữa. Mà hôm qua con điện cho cô trước rồi mà cô. Không, bị gì lỡ lấy giấy số mình phải chạy. Lát nữa. Dạ. Chạy. Đâu đem ra con mấy tờ con mua hay. Bây giờ còn buổi chiều không à? Buổi chiều không mà sao cô bán cho vậy kịp? Chứ mà ông bà thương lát nữa chạy phải bán cho hết chứ không có gì á. Ô nhiều quá chứ con mua hết con mua không nổi. Thôi bây giờ con mua 5 tờ đi, 5 tờ lá hen đi. 5 tờ nào? Thôi 5 tờ nào, cô lấy đại cho con đi. 1, 2, trời ơi, nghĩ sao mà 3, giờ trưa rồi mà 4, còn trăm mấy tờ. Ừ, vậy đó. Thôi, con giúp chừng này thôi. Thôi vậy mà tờ còn mua, giúp còn không có gì còn. Không mà nếu mà còn cỡ, nếu mà còn cỡ 50 tờ là con mua hết luôn á. Không, mình nói vậy chú cảm ơn. Chứ còn nhiều quá. Cái ông bà cho vậy là mình chạy lát nữa, con thương thì cô bác cũng ủng hộ. Cho. Dạ. Nó nghỉ tí là bắt đầu cô ràng cái vỏ lên. Rồi. Dạ. Thì nó ngủ á, vô ngủ là bắt đầu hai ba cháu chạy một chút à. Dạ. Tại vì cô. Ôi, đâu có ấy bán tủ lạnh kìa. Đó, trời ơi, điện không trong đó. Đó, thấy chưa? Quá. Trời ơi, con ơi. Phước ơi. Bà quá. Phước. Ơi.
con quậy quá Phước ơi. Quậy ơi, đó chú thấy không? Thôi bây giờ nè, Phước. Phân tay giả. Dạ à nè, à nè. Bây giờ à chú một cái là về nè. Dạ nè đi về. Dạ. Kì chừng. Chứ không là chú mười không tới luôn á. Để kìa, để giả 30 kìa. Nè, nè, nè. Rồi sao? Rồi giờ không thích là không thích à. Buồn ngủ rồi. Cái tính là ngủ. Cái tính ảnh là vậy hả? Không thích là không thích. Dạ. Buồn ngủ rồi đó chú mười ơi. Thôi vậy cô ha. Thôi con về nghe. Chú mười nhiều. Hả? Phước à Phước. Phước. Nè, đừng quay xe trời. Nhớ nha, không có đó hò gì tới tôi nha. Nè nè nè, nè dạ. À, Phước ơi. Đó. Phước. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye, bye con. Dạ đi con, bye bye. Dạ cái coi, đội nó lên dạ cái coi. Đó, dạ, dạ chú mười đi. Trời, dạ, thấy ghét quá. Dạ. Đó, thấy chưa? À mà như kiểu mà ăn khó khăn quá thì. Dạ buồn ngủ quá trời rồi. Ơi. Đó. Thôi, bye bye con. À, tạm biệt con, hẹn gặp con sau ha. Bye bye. Cái quậy mình tưng bánh luôn. Giờ cho nó ngủ cái.